các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết thì khát vọng sống của con người chúng ta trở nên mãnh liệt hơn, hay đơn giản chỉ là không muốn chịu cảnh cầm tù khó khăn mà rất nhiều những tên tội phạm đã nghĩ ra mọi cách để vượt ngục, để thoát khỏi nhà giam. Thế nhưng có vẻ do quá vội vàng và chuẩn bị không kỹ lưỡng mà những tên tội phạm này đã nghĩ ra những cách vượt ngục ối rồi ôi, và kết quả là phải nhận bóc lịch thêm vài năm. Và không để cho các bạn phải chờ đợi lâu nữa, trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những ca vượt ngục khó tin, khó đỡ nhất hành tinh nhé. Đen đủi vì vòng ba quá khổ. Mở màn cho cuộc vượt ngục hài hước chắc chắn phải kể đến tên tù nhân người Brazil có tên Rafael Valadao. Vụ việc xảy ra vào lúc 23 giờ một ngày tháng 12 năm 2012 tại nhà tù Ceres, nằm trong thị trấn nhỏ ở phía tây Brazil mới được xây dựng. Tại thời điểm đó, Valadao đang thụ án về tội trộm cắp. Át hẳn đã suy tính cho mình một kế hoạch trốn thoát hoàn hảo. Trong những ngày ngồi tù, Valadao cùng với hai đồng bọn khác đã lên kế hoạch. Họ đã khoét một lỗ hổng lớn ở tường nhà tắm trong phòng giam với hy vọng sẽ tẩu thoát ra ngoài. Mọi sự đã bàn bạc chi tiết và đi đến quyết định. Rạng sáng ngày 3 tháng 12 năm 2012 sẽ cùng nhau trốn thoát, tìm về với tự do. Mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ. Tên thứ nhất thoát ra mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tuy nhiên, thật không may cho chúng, cái lỗ ấy quá nhỏ so với thân hình của Valadao. Đặc biệt là vòng ba quá khổ đã khiến anh ta mắc kẹt. Tên tù nhân béo ị đã lâm vào cảnh nửa trong nửa ngoài. Vì nóng lòng muốn trốn thoát và sợ sự việc bị phát giác, hai tên tù nhân còn lại đã ra sức đẩy Valadao ra ngoài, đến nỗi gãy cả xương sườn của hắn. Tuy nhiên, càng đẩy thì Valadao càng cảm thấy đau đớn và cuối cùng hắn cũng nhận ra đây là điều không thể. Chấp nhận thất bại, hắn bắt đầu la hét và kêu cứu. Tiếng thét thảm thiết của hắn khiến các quản ngục tỉnh giấc và vụ vượt ngục bị phát giác. Các cai ngục đã phải gọi nhân viên cứu hộ đến quét tường để giải cứu Valadao trước khi đưa hắn đến bệnh viện để điều trị. Theo lực lượng chức năng thì Valadao chính là gương mặt quen thuộc trong làng tẩu thoát, bởi một năm trước đó, tù nhân này cũng đã trốn thoát và bị bắt lại ngay trong ngày. Ngẫm thì có vẻ đây sẽ là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo đấy chứ. Bởi nếu lỗ hổng kia không nhỏ đến vậy và nếu Valadao không quá to béo thì ắt hẳn họ đã cao chạy xa bay rồi. Có lẽ sau khi quay trở lại với sự nghiệp bóc lịch, anh chàng này một là cứ an phận tu nghiệp, nếu không thì cũng phải đưa ra một kế hoạch khác, ít nhất là dự đoán được những tình huống trớ trêu như trên xảy ra chẳng hạn. Một cuộc vượt ngục khác cũng hài hước không kém, đó là một tên tội phạm liều lĩnh đã dự định vượt ngục bằng cách chui qua ô cửa đưa đồ ăn tại một nhà tù cũng ở Brazil. Tuy nhiên, vì tính toán không kỹ lưỡng như tù nhân Valadao, hắn ta cũng đã bị kẹt cứng ở đó và buộc phải nhờ tới sự trợ giúp của lực lượng chức năng. Thời điểm các nhân viên cứu hộ tới hiện trường, gã tù nhân chỉ mặc độc một chiếc quần lót đang hết sức khổ sở khi bị treo lơ lửng giữa không trung trong một khoảng thời gian dài. Thế mới thấy, dù đã lên kế hoạch rất cẩn thận và tỉ mỉ, nhưng do bỏ qua những tiểu tiết, những tù nhân này phải nhận cái kết đắng. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ các bạn ạ. Và tiếp theo cũng là một pha vượt ngục khiến dân tình được một phen cười té ghế. Chuyển giới thành phụ nữ để sống tù. Thực tế thì môi trường tù ngục luôn vô cùng khắc nghiệt, bởi nơi đây đều là những thành phần bất hảo, phạm tội. Những tên tù nhân ngoài việc phải chịu những đòn roi hình phạt từ nhà tù, còn phải cẩn thận lời ăn tiếng nói với các ma cũ. Nếu không thì sẽ bị hành đến thừa sống thiếu chết. Và có lẽ bởi lý do đó, những tên tù nhân đã có đủ lý do để lập nên một kế hoạch tẩu thoát ngoạn mục. Nhân vật chính cho pha vượt ngục ối rồi ôi này chính là ông chủ ma túy, Troy Walker. Sau khi bị bắt vì tội buôn ma túy tại thành phố Mexico vào năm 1973, tù nhân này đã bị kết án 5 năm tù giam và bị đưa tới thụ án tại một trong những nhà tù nổi tiếng tàn bạo nhất ở Mexico. Trong suốt 2 năm đầu tiên ở nhà lao, Walker đã rất chật vật mới có thể tồn tại sau những lần bị trận đòn như tử từ các quản ngục nhà tù. Ngoài ra anh còn phải nhiều lần nhập viện vì bị các tù nhân khác đánh trọng thương. Không thể chịu đựng được khi sống trong hoàn cảnh đó, Walker quyết định sẽ vượt ngục. Walker đã nhiều lần rơi vào bế tắc bởi nghĩ mãi cũng không ra phương án khả thi với nhà tù khét tiếng này. Thế rồi, cơ hội ngàn năm có một xuất hiện khi Walker tìm được một đồng minh. Đó là một sinh viên đi thăm phạm nhân và tình cờ gặp Walker. Walker sau đó đã thuyết phục được cô gái tuồn vào cho mình một bộ trang phục nữ giới. Để thực hiện kế hoạch đào tẩu bằng cách giả gái, anh ta đã cạo sạch râu, đội tóc giả, mặc váy của phụ nữ và đi giày cao gót do vợ đã bí mật mang vào trước đó. Chuẩn bị kỹ lưỡng với đống giấy tờ tùy thân giả mạo, Walker sau đó đã đàng hoàng bước ra khỏi nhà tù với danh phận một người phụ nữ vào thăm người thân trong tù. Vài tiếng sau, cai ngục phát hiện ra sự biến mất của chủ buôn lậu ma túy Walker.
Sau khi sâu chuỗi các chi tiết lại với nhau, tên bảo vệ mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị cô gái dịu dàng với mái tóc thướt tha ấy qua mặt. Thực chất, đó chính là Walker. Walker sau đó đã nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến điểm gặp gỡ được thống nhất trước với vợ của mình, thành công vượt biên giới và trở về bang Indiana, Mỹ sinh sống. Đúng là đồng vợ đồng chồng thì chuyện trốn ngục cũng là chuyện nhỏ các bạn ạ. Câu chuyện trốn thoát ly kỳ của Walker đã được viết thành sách và thậm chí còn được dựng thành phim. Điều đáng nói đó là Walker chính là người thứ hai từng trốn khỏi Lisumburi, nhà tù vốn nổi tiếng là nghiêm ngặt nhất tại Mexico. Có vẻ như sau vụ này, nhà tù này phải bảo quản lại tất tần tật từ hệ thống an ninh cho đến những nhân sự mê gái như tên bảo vệ chẳng hạn. Tù nhân vượt ngục tự quay lại nhà tù vì quá lạnh. Bình thường trốn ngục thì chỉ muốn bay thật xa, bay thật cao để đến với cánh cửa tự do. Thế nhưng, trường hợp sau đây có vẻ là ngoại lệ. Một tên tù nhân có tên Robert Vick, 42 tuổi, bị giam tại nhà ngục Lexington tại Mỹ, đã vượt ngục thành công, nhưng lại tự gọi điện nhờ cảnh sát đón quay lại nhà tù vì quá lạnh. Được biết, sau khi tính toán kỹ lưỡng và tẩu thoát ra ngoài một cách ngon lành, tù nhân này đã phải tìm đến một nhà nghỉ trong vùng, xin gọi điện thoại để nhờ cảnh sát bắt về vì không thể chịu nổi cái rét thấu xương. Khi đó, nhiệt độ ngoài trời đang ở mức âm 20 độ C. Tên tù nhân lại chỉ mặc một chiếc quần kaki, áo sơ mi đồng phục nhà tù và một chiếc áo khoác ngoài mỏng manh. Thế này thì 10 độ còn không trụ được, nói gì đến âm 20 độ các bạn nhỉ? Nếu là các bạn thì các bạn có quay lại nhà tù hay không? Hay nghĩ đường khác để tẩu, vì dù gì cũng trốn thoát thành công rồi mà nhỉ? Hãy nhớ để lại comment ngay bên dưới phần bình luận nhé! Theo lời của phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết, phạm nhân trốn ngục đã nói với nhân viên nhà nghỉ xin nhờ gọi điện thoại cho cảnh sát để thúc giục họ hãy đến mau lên để giải thoát cho mình khỏi tiết trời lạnh như Bắc Cực. Cũng trong lúc đó thì khi các nhân viên an ninh tại nhà tù đang cuống cuồng tìm tung tích tên tù nhân thì anh ta đã tự nguyện tìm về. Quá nhọ các bạn ạ, đã không làm ăn được gì rồi, còn làm trò cười cho thiên hạ. Sau khi vụ vượt ngục bất thành, dân Mỹ đã được fan cười té ghế và thường xuyên đùa nhau rằng muốn biết trời Kentucky rét cỡ nào, hãy lên mạng đọc truyện của Robert Vick. Và tiếp theo là một pha vượt ngục cũng bị hại không kém. Chúng ta vẫn có câu không gì to lớn bằng tình yêu của một người mẹ. Và có lẽ bởi lý do đó, một trường hợp vượt ngục đã diễn ra nhưng nguyên nhân sâu xa đều đến từ tình yêu quá độ của người mẹ. Chả là năm 1990, con trai của bà Schickler, có tên là Jay Junior Schickler, bị kết án 20 năm tù vì tội trộm cắp có vũ trang. Vì quá thương con trai, 8 năm sau đó, bà mẹ vĩ đại đã cùng với hai người khác dàn dựng một vụ vượt ngục ngay giữa ban ngày. Khác với đa số những vụ vượt ngục khác, ba đồng phạm bao gồm bà Schiller và hai người bạn thân của con trai bà đã ngang nhiên đi trên một chiếc xe kéo lớn, húc đổ bốn rào an ninh của nhà giam, còn bà này lái một chiếc xe hơi theo sau. Theo như kế hoạch đã bàn, Jay khi thấy chiếc xe tiến vào nhà giam, anh đã nhảy lên xe của mẹ rồi cả bọn phóng đi. Thế nhưng chỉ sau 2 ngày khi vượt ngục, Jay và mẹ cùng các đồng phạm đã bị tóm gọn khi chúng đang lái xe trên đường. Xong, ngoài tội vượt ngục và tổ chức vượt ngục, cả bọn còn phải nhận thêm án đã tông tử vong một người đàn ông trong lúc trốn chạy sự truy đuổi của cảnh sát. Rồi cuối cùng thì cả 4 người được đoàn tụ trong tù bóc lịch qua ngày. Có lẽ đây sẽ là một bài học vô giá dành cho những bà mẹ. Tình yêu là vô hạn, nhưng đối với trường hợp này thì đúng là bó tay thật. Và cuối cùng hãy chuẩn bị tinh thần bởi bạn sẽ cười té ghế với pha vượt ngục này đấy. Chiếc bào thai trong ba lô của vợ tù nhân. Được lọt vào danh sách những vụ trốn tù ngớ ngẩn nhất mọi thời đại, kẻ buôn ma túy khét tiếng có tên Juan Ramirez Tijerina cũng đã không cam chịu số phận và lên một kế hoạch trốn thoát phải gọi là ngây thơ vô số tội. Cụ thể, trong một lần thăm trầm qua đêm ở nhà tù, Tijerina và cô vợ 19 tuổi, kinh nghiệm còn non nớt, chưa trải sự đời, đã bàn bạc để hòng đưa Tijerina trốn ra ngoài. Theo kế hoạch đã được vạch ra, anh sẽ chui vào chiếc vali có bánh xe màu đen của vợ và để cô ta kéo ra ngoài. Tuy nhiên, trên đường ra cửa nhà tù, cô vợ đã rất chật vật để kéo chiếc vali khi bước lên các bậc cầu thang. Hơn nữa, có vẻ hai vợ chồng đã không tính toán kỹ lưỡng. Thân hình của tù nhân này cũng quá khổ sở so với chiếc vali, khiến các quản ngục nhanh chóng phát giác. Họ đã mở chiếc vali và phát hiện Tijerina đang cuộn tròn bên trong tư thế của một bào thai. Kỳ lạ là chiếc bào thai này khá lớn, khiến cho phi vụ đào tẩu lại đi vào cái kết nhỏ hơn đội bán lo. Quả này có khi lại thêm vài năm bóc lịch chứ chẳng đùa. Nghĩ nó chán các bạn ạ. Các bạn thân mến, vừa rồi là những pha vượt ngục gay cấn, nổi tiếng nhưng không kém phần hài hước, bá đạo trên thế giới. Và dù là bởi lý do gì, những kế hoạch không mấy hoàn hảo của những tên tù nhân cũng đã tạo ra những màn vượt ngục đầy ấn tượng và hài hước. Bạn ấn tượng nhất với pha vượt ngục nào nhỉ? Nhớ để lại comment ý kiến ở ngay phần bình luận nhé.
Hy vọng mọi người đã có những phút giây thư giãn cùng với clip ngày hôm nay của chúng mình. Và nếu các bạn cảm thấy video clip này thú vị, hay ho thì đừng quên để lại một nút like, share và subscribe kênh Top 1 Khám Phá. Sau đó nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!